Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với 92,55% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước và thế giới, là trung tâm đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ mới, là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc. Mục tiêu đến năm 2050, thủ đô Hà Nội có quy mô dân số thường trú khoảng 13 đến 13,5 triệu người, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 45.000 đến 46.000 đô la Mỹ, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80 đến 85%. Sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiếp tục được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cũng tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền như kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bổ sung biên chế viên chức giáo dục, mức thu học phí, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, công tác cán bộ. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 3, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội đã tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã kết thúc thành công với sự đồng lòng thống nhất cao. Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập từ năm 2008. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, hội đã từng bước trưởng thành. Đại hội nhấn mạnh, trong thời gian hoạt động, Hiệp hội đã cung cấp hàng trăm thông tin cho các cơ quan chức năng, góp phần vào công tác đấu tranh, ngăn chặn hàng giả và bảo vệ thương hiệu. Ngoài ra, Hiệp hội cũng xác định trong thời gian tới, việc tiếp tục làm tốt các công tác phòng chống hàng giả, đồng thời sẽ dùng hết sức mình để hỗ trợ, chắp cánh cho doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội. Phát huy truyền thống 15 năm của hội, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, thì chúng tôi rất mong muốn và cũng hy vọng rằng đại hội nhiệm kỳ 4 2024-2029 sẽ hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của hội đã được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho, và cũng như là sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để làm nào có được những kết quả hoạt động cao hơn, phục vụ cho các doanh nghiệp hội viên có hiệu quả cao hơn, cũng như là phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Tôi đã tham gia vào hiệp hội được hơn 5 năm. Đó, thì khi tham gia vào hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội ấy, thì bản thân các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tôi nói riêng thì được nắm bắt rất nhiều các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về việc bảo vệ người tiêu dùng, để biết cách lựa chọn trồng các cái sản phẩm có chất lượng cao của Việt Nam và trong đó là thành phố Hà Nội. Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng nhái vẫn là vấn đề bức xúc của xã hội. Với phạm vi hoạt động không chỉ trong nước mà còn đưa hàng từ nước ngoài nhập khẩu vào nội địa với nhiều hình thức khác nhau. Trong nhiệm kỳ tới, Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội lại bước vào một hành trang mới. Tại đại hội, những nhiệm vụ mới về chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu được đề cao, chú trọng. Hy vọng rằng trong thời gian tới, hội sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn, ngày càng khẳng định được chức năng bảo hộ của mình đối với mỗi doanh nghiệp hội viên. Thưa quý vị, theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố mới đây, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm 2020 đến năm 2023. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, đóng góp 41,68%, khu vực dịch vụ tăng 6,12%, đóng góp 52,23%. Về cơ cấu nền kinh tế quý 1 năm 2024, Tổng cục Thống kê cho hay khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,77%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,73%, khu vực dịch vụ chiếm 43,48%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 9,02%. Về sử dụng GDP quý 1 năm 2024, tiêu dùng cuối cùng tăng 4,93% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 56,77% vào tốc độ tăng chung. Tích lũy tài sản tăng 4,69%, đóng góp 24,07%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 18%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 17,08%, chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 19,16%. Kính thưa quý vị, để hạn chế các mặt trái và những rủi ro đối với tài sản số, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ chính sách để có thể tận dụng tối đa tiềm năng của loại tài sản này, đem lại lợi ích cho nền kinh tế và tận dụng được tiềm năng to lớn của nó. Đây là nội dung được chia sẻ tại Diễn đàn Tài sản số năm 2024. Theo chia sẻ của đại diện khu công nghệ cao Hòa Lạc, tài sản số như Bitcoin, NFT có quy mô trên toàn cầu lên đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ và có nhiều quốc gia đang khai thác tốt hiệu quả từ các hoạt động và giao dịch gắn với tài sản số hay liên quan tới công nghệ blockchain, thu về lợi nhuận rất lớn. Việt Nam là một nước nằm trong top 10 về nắm giữ tài sản số và giao dịch tài sản số. Tuy nhiên, việc chưa có một khung khổ pháp lý, thiếu thông tin có thể sẽ mang đến nhiều rủi ro cho người nắm giữ, thậm chí cho cả nền kinh tế. Người Việt Nam mình, số lượng người đang quan tâm đến tài sản số rất là lớn. Và thực ra thì chúng tôi cũng đang cố gắng để là có một nơi để làm sao cũng cho người dân tìm hiểu được một cái thông tin một cách chính thống để làm sao mà tránh bị lừa đảo bởi các cái thành phần xấu. Chúng ta không thể phủ nhận được là các blockchain công nghệ đã mang lại lợi ích nào cho mọi người. Tuy nhiên thì cũng có một số vấn đề chưa được giải quyết, ví dụ như là rửa tiền, ví dụ như là lừa đảo tài sản ảo. Chúng ta cần một cái quy định về pháp lý để có thể hạn chế các cái phần bất cập này. Theo các chuyên gia và nhà đầu tư, khi có được điều kiện cần là một khung khổ pháp lý hoàn thiện, tiềm năng to lớn của tài sản số hay tài sản ảo sẽ được tối đa hóa và đem lại lợi ích cho cả nền kinh tế. Khi được thông qua, có thể dưới dạng thử nghiệm sandbox và có các thành viên tham gia, thì chúng tôi là một trong những cái thành viên trên thị trường tài chính có thể nghiên cứu chính thức và xem xét cái khả năng đưa cái loại tài sản này vào trong các cái rổ sản phẩm của chúng tôi và phổ cập đến cho các nhà đầu tư trên thị trường. Khi có cái khuôn khổ pháp lý đưa vào rồi thì sẽ mở ra một cái hướng, một cái động lực để phát triển cho, đóng góp cho vào cái nền phát triển kinh tế chung. Theo đại diện Học viện Tài chính, Bộ Tài chính đang làm việc với các chuyên gia kinh tế, các chuyên gia công nghệ, các nhà đầu tư có tổ chức để lấy ý kiến hoàn thiện một khung khổ pháp lý về tài sản số. Đây là một trong những bước đi để hiện thực hóa chỉ đạo của chính phủ về việc xây dựng bộ khung pháp lý để quản lý tài sản ảo vào tháng 5 năm 2025. Thưa quý vị, tại tờ trình chính phủ dự thảo nghị định mới, thay thế các nghị định trước đây về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất, các doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán xăng dầu, nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày. Theo quy định hiện hành, nhà nước đưa ra giá cơ sở để làm căn cứ điều hành giá bán lẻ xăng dầu, tức là mức giá điều hành do nhà nước công bố giống như giá trần để các doanh nghiệp tự xác định giá bán lẻ trong hệ thống. Tuy nhiên, ở lần xây dựng nghị định mới, Bộ Công Thương đề xuất nhà nước không điều hành giá xăng dầu mà công bố giá thế giới bình quân 15 ngày và một số chi phí cố định. Dựa trên dữ liệu này, các doanh nghiệp đầu mối sẽ tự đưa ra giá bán tối đa. Thưa quý vị, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư đã vào giai đoạn dựng cột. Do tiến độ cấp bách của dự án, hàng trăm gói thầu đang được tăng cường nguồn lực, thi công ngày đêm. Để đảm bảo đồng bộ, khớp nối với nhau chặt chẽ từ khâu đào đúc móng đến dựng cột, kéo dây, các nhà thầu cung cấp cột thép tăng cường máy móc, bổ sung nhân lực liên tục sản xuất, hạn chế tình trạng móng trở cột, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã bổ sung thêm 200 công nhân, đầu tư thêm 6 máy khoan CNC thế hệ mới.
thi công 3 ca, 4 kíp để hoàn thành cung cấp cho dự án 80 cột với 12.500 tấn thép. Ngoài ra, Việt Vương cũng liên doanh với các nhà thầu khác cung cấp 50 cột với khối lượng khoảng 6.500 tấn thép. Đại nhà thầu cũng đã tiến hành sản xuất là 3 ca 8 tiếng, nghĩa là sản xuất 24/24 để đáp ứng cái tiến độ sản xuất cho dự án. Vật liệu đầu vào thì cũng đã được chuẩn bị từ trước. Là đơn vị có bề dày kinh nghiệm thi công các dự án truyền tải điện lớn, song do tính cấp bách của dự án này, doanh nghiệp đã tập trung toàn lực, động viên người lao động thi công ngày đêm để đảm bảo bàn giao đúng tiến độ. Thậm chí, đơn vị còn có thể rút ngắn thời gian bàn giao sớm 15 ngày. Chỉ tính riêng hai dự án Thanh Hóa nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Phố Nối đã có 9 nhà thầu cung cấp cột thép với 31 gói thầu đang được triển khai. Đến nay, các đơn vị sản xuất đều đang đáp ứng đúng các mốc tiến độ đặt ra. Các nhà thầu cũng đang rất là nỗ lực để mà sản xuất, cung cấp để đẩy nhanh cái tiến độ, đảm bảo là cái tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra. Và đồng thời thì về phía của ban quản lý dự án công trình huyện miền Bắc thì thường xuyên tập trung đôn đốc và cũng bám sát từng tình hình sản xuất và cũng theo dõi đôn đốc các nhà thầu hiện tại cũng đang sản xuất theo tinh thần là 3K4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Tính đến ngày 26 tháng 3, các nhà thầu dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã bàn giao đến công trường 104 cột thép, hoàn thành lắp dựng 23 cột thép. Hiện chủ đầu tư thường xuyên bám sát tiến độ sản xuất cột thép, đôn đốc các nhà máy giao hàng đồng bộ với tiến độ thi công của các nhà thầu xây lắp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn dự án.